Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút, Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Một điểm tin cuối tuần. Tỉnh Ninh Thuận thu hút 42 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. San sẻ yêu thương với những suất cơm không đồng. Chương trình kết nối những yêu thương, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của em Tàu Bú Mỏ Thuệ ở thôn Gòn 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn và một số thông tin đáng chú ý khác. Chương trình thời sự tối nay mở đầu với phần điểm tin cuối tuần. Đoàn giám sát của tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo về kết quả triển khai thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gọi tắt là IUU. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định khai thác thủy sản để phát huy hiệu quả khai thác, quản lý chất lượng, nguồn gốc hải sản và phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại bền vững. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, định kỳ có kiểm tra, giám sát tại các xã thị trấn để kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tăng cường quản lý kết nối giám sát hành trình trên biển, khai báo truy xuất nguồn gốc hải sản, phối hợp với các đơn vị chuyên môn cấp lại số hiệu của các tàu cá, tăng cường quản lý đối với tàu cá dưới 6 mét. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định khai thác thủy sản để phát huy hiệu quả khai thác, quản lý chất lượng, nguồn gốc hải sản và phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại bền vững, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, định kỳ có kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng chí Phạm Văn Hậu cũng lưu ý, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có giải pháp quản lý tàu 3.0, hướng dẫn thủ tục cấp phép để hoạt động đúng quy định, quản lý, kết nối giám sát hành trình trên biển, khai báo truy xuất nguồn gốc hải sản. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp với các sở ngành, lực lượng liên quan và cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân về các quy định khai thác thủy sản không vi phạm vùng biển nước ngoài, quản lý chặt chẽ nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm để có giải pháp phòng ngừa, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kiểm soát tàu cá để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức phiên họp lần thứ 45 để đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2024 của Hội đồng Nhân dân, Thường trực, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và triển khai chương trình công tác trọng tâm quý 4 năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung chương trình các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, tổ chức giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường hoạt động giám sát, nhất là công tác giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo đi nhanh vào cuộc sống.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận lần thứ nhất năm 2024. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Mai Lê Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình đầu tư cho vùng miền núi nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Những gương điển hình tiên tiến tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt, triển khai nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh nhà ngày càng phát triển. Vừa qua, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát tình hình xâm thực bờ biển và nghe báo cáo đề xuất tổ chức các hoạt động trong không gian công viên biển Bình Sơn. Cùng đi có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm. Khảo sát tình hình xâm thực bờ biển Bình Sơn, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng tuyến đường đi bộ ven biển có vai trò quan trọng trong việc hình thành không gian công cộng kết nối giữa công viên biển Bình Sơn và bãi tắm, đồng thời cũng là nơi thu hút khách du lịch và phát triển các hoạt động dịch vụ biển. Tuy nhiên hiện nay, khu vực bờ biển Bình Sơn tốc độ xâm thực rất nhanh, dẫn đến các bãi tắm bị thu hẹp, mực nước đã dâng lên tận các công trình của công viên biển, ảnh hưởng đến việc phát triển không gian ven biển và phát triển du lịch. Tiếp đó, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị thành phố sớm hoàn thiện đề án quy hoạch đầu tư phát triển không gian biển Bình Sơn nhằm tạo nên diện mạo mới cho khu vực bãi biển, khai thác giá trị cảnh quan ven biển và công viên Bình Sơn, tạo ấn tượng tốt cho du khách. Đồng chí Phạm Văn Hậu cũng đề nghị thành phố phối hợp cùng các ngành chức năng rà soát, đánh giá cụ thể mức độ xâm thực, thực hiện các giải pháp đầu tư, gia cố bờ kè, đảm bảo tránh gây sạt lở các bãi tắm dọc biển. Đối với đề xuất tổ chức các hoạt động trong không gian công viên biển Bình Sơn, thành phố còn lập quy hoạch chi tiết, xây dựng kế hoạch chỉnh trang, cải tạo không gian công viên biển Bình Sơn, đảm bảo phù hợp. Trong tuần, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và giao thông. Cùng đi có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kiểm tra dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán và dự án đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp 2 và kênh cấp 3 thuộc hệ thống thủy lợi sông Cái, Tân Mỹ. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân hiểu được tầm quan trọng của dự án, từ đó đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, triển khai thực hiện khi các dự án hoàn thành. Chủ đầu tư cùng với các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa cả hai dự án hoàn thành vào cuối quý 2 năm 2025. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án thành phần 1, đường từ đèo Khánh Nhơn đến quốc lộ 1A thuộc dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận. Qua kiểm tra, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu để nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, đưa dự án hoàn thành vào cuối năm 2025. Chính quyền các địa phương dọc tuyến đường tăng cường công tác quản lý đất đai, kết hợp triển khai các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội từ nguồn quỹ đất hai bên tuyến đường. Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đường nối từ cao tốc Bắc Nam với quốc lộ 1A và cảng biển tổng hợp Cà Ná, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng giải quyết nguồn đất đắp để kịp thời phục vụ thi công dự án và đảm bảo quy định của pháp luật.
chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, quyết tâm thông tuyến giai đoạn 1 của dự án vào cuối năm 2024, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng thi công dự án thành phần 2 đoạn từ quốc lộ 1A đến cảng biển tổng hợp Cà Ná với chiều dài khoảng 13 km bằng nguồn ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án đường nối từ cao tốc Bắc Nam với quốc lộ 1A và cảng biển tổng hợp Cà Ná vào sử dụng trong năm 2025. Vừa qua, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì buổi giám sát việc thực hiện chương trình hành động của Tổ đại biểu số 12 và Tổ đại biểu số 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phải giữ vững mối liên hệ với cử tri, bố trí thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Các đại biểu phải tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tiếp xúc với cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Mỗi đại biểu cần rà soát kỹ chương trình hành động của mình để xem xét những việc làm được, chưa làm được, để nỗ lực hoàn thiện mình. Trước mỗi kỳ họp, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ các tài liệu, xem xét đánh giá các chính sách sẽ tác động như thế nào đến nhiệm vụ phát triển kinh tế chung của tỉnh và của địa phương nơi mình ứng cử, phối hợp với các sở ngành địa phương giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Trong tuần, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Dự buổi tiếp nhận của đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các tổ chức cá nhân cho đồng bào tại các tỉnh phía Bắc đang gánh chịu hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cam kết sẽ quản lý sử dụng nguồn ủng hộ đúng mục đích và đúng đối tượng. Đồng chí Lê Văn Bình kêu gọi các tổ chức cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp tục ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Đoàn giám sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Phước và Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Bắc về tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu kết luận các buổi giám sát, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Ninh Phước và huyện Thuận Bắc tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, tập trung đa dạng hóa các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tăng cường giao ban, đánh giá mức độ hoàn thành của từng nội dung, chỉ tiêu, từ đó xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp để tháo gỡ những điểm nghẽn, quyết tâm giải ngân nguồn vốn đạt kế hoạch. Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng các chương trình mục tiêu quốc gia. Các sở ngành tăng cường phối hợp với các bộ ngành trung ương tham mưu cho ban chỉ đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nhất là các giải pháp giải ngân nhanh nguồn vốn. Các sở ngành chủ động thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở, ban chỉ đạo các cấp kịp thời theo dõi kết quả, nắm bắt xử lý khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, tránh thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp phép hoạt động kinh doanh các dịch vụ thể thao trên biển. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đưa các loại hình kinh doanh dịch vụ thể thao trên biển đi vào hoạt động, góp phần đa dạng dịch vụ, thu hút khách du lịch đến với Ninh Thuận, đồng thời nghiên cứu đề xuất triển khai thí điểm các loại hình kinh doanh dịch vụ thể thao trên biển tại khu vực Vịnh Vĩnh Hy.
Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thả phao neo cơ định vị đúng vị trí tại khu vực được phép hoạt động kinh doanh mô tô nước và cấp phép đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu các quy định, điều kiện, quy trình, thủ tục để tham mưu quản lý hoạt động kinh doanh thể thao trên biển. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Ninh Thuận hiện có 42 dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký 1.143 tỷ đô la Mỹ đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó đã có 34 dự án đi vào hoạt động với tổng số vốn thực hiện trên 850 triệu đô la Mỹ. Để tiếp tục thu hút các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung triển khai có hiệu quả quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, làm cơ sở để xây dựng định hướng thu hút kêu gọi các dự án FDI phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển của tỉnh. Hoàn thiện tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài, theo hướng kiểm soát chặt chẽ các điều kiện về năng lực tài chính, công nghệ, suất đầu tư, tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, đa dạng các kênh quảng bá thông tin về thu hút đầu tư, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, tiềm năng thị trường, đối tác, kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, nổi bật trong số đó là mô hình san sẻ yêu thương với những suất cơm không đồng do đoàn phường Phước Mỹ phối hợp với các nhà hảo tâm triển khai. Đều đặn mỗi tháng một lần, các bạn đoàn viên thanh niên phường Phước Mỹ đều tập trung tại nhà bà Nga để tổ chức nấu những suất cơm không đồng. Bếp ăn này nè, mình làm lâu chưa cô? Quá trình tổ chức thì đoàn phường cũng huy động các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện. Thì buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ và đến khi mà các bạn tập trung đến thì mỗi bạn bắt tay vô một việc. Bạn thì phụ nướng thịt, bạn thì phụ múc mắm, bạn thì múc canh, bạn múc cơm. Nói chung mình nấu thì mình tiết kiệm, rồi ví dụ mình thêm những cái của nhà mình. Đó. Thì là cho nên là dẫn đến cái cơm nó có chất lượng hơn. Tháng 9 năm 2023, đoàn phường Phước Mỹ bắt đầu triển khai mô hình suất cơm không đồng với mỗi quý một lần. Sau đó mô hình đã được lan tỏa với nhiều cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ. Nên từ tháng 4 năm 2024, mô hình suất cơm không đồng được duy trì mỗi tháng một lần. Thì kinh phí thì từ nguồn vận động của các anh chị em, lúc đầu thì của các bạn đoàn viên tự nguyện góp nấu, sau thì được lan tỏa thêm thì các mạnh thường quân hỗ trợ. Thì mỗi lần nấu như vậy, ví dụ như 50 phần thì cái kinh phí thì tầm khoảng 1 triệu đồng. Tụi em tham gia với một tinh thần tự nguyện và rất là năng nổ, bởi vì mọi người đều muốn giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có một bữa cơm ngon và phụ được chi phí gia đình. Sau khi hoàn tất các công đoạn chế biến và chi phần, các suất cơm không đồng đã được đoàn viên thanh niên của phường mang đến bệnh viện và trao tận tay các bệnh nhân. Mỗi suất cơm vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa mang lại niềm vui và giảm bớt phần nào chi phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Có những bệnh nhân là nhà xa, không có tiếp trên bác ái hoặc là những vùng sâu vùng xa thì xuống đây họ cũng không có kinh phí để ăn cơm trưa. Mỗi suất cơm như vậy thì đem lại cho bệnh nhân, những bệnh nhân khó khăn là họ rất là quý. Mong là cái mô hình này nó phát triển rộng và lan tỏa trong cộng đồng. San sẻ yêu thương. Với tinh thần thiện nguyện, san sẻ yêu thương từ các bạn đoàn viên thanh niên đã làm ấm lòng biết bao bệnh nhân nghèo, giúp họ vơi bớt khó khăn, vượt qua bệnh tật. Để phát cơm cộng đồng, san sẻ yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối những yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn chia sẻ với em Tâu Bố Mỏ Thuệ, 13 tuổi, ở thôn Gòn 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Em Thuệ bị bệnh suy thận mãn tính, gia đình lại nghèo, không có tiền chữa trị tích cực, rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Chiếc máy này, bộ dây này và ống kim này sẽ theo em Thuệ đến suốt cuộc đời. Từ một cô bé nhanh nhẹn, em Thuệ đã không may phát bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối, khiến em chẳng thể chạy nhảy vui đùa như trước. Năm 2023 thì em có những cái dấu hiệu là phù chân kiểu ít, rồi phù mặt. Sau đó bác sĩ có chẩn đoán và cho ra những cái cận lâm sàng. Thì tình cờ phát hiện lúc này là em mới 12 tuổi. Cho nên nguyên một ekip của bác sĩ khoa nội thận bệnh viện tỉnh đã quyết định là điều trị nội khoa, sau đó và tiến hành là lọc máu nhân tạo định kỳ cho em này. Thì qua 2 năm thì mơ theo này, bệnh nhân này là vẫn chạy thận ổn và kéo dài cái tuổi thọ và tương lai cho em, vì em quá là trẻ nên tập thể khoa nội thận bệnh viện tỉnh rất là quan tâm. Nhưng qua quá trình chạy thận thì điều kiện kinh tế của gia đình em mơ theo là dân tộc lắc lay, đường xá rất là xa xôi, đi lại cũng là khó, kể cả những cái mùa mưa rồi gió. Nhưng mà đến lịch chạy thận thì em này cùng gia đình vẫn đến chạy đúng lịch. Nếu mà không đúng lịch thì thận nó sẽ suy nặng hơn và em này cái sự sinh tồn sẽ ngắn hơn. Ba mẹ của em Thuệ là người dân tộc Rắc Lai, sống dựa vào mấy sào trồng bắp trên núi cao. Mùa được mùa mất, cuộc sống hết sức khó khăn. Năm 2022, em Thuệ bị phù nề khắp cơ thể, gia đình đi vay mượn tiền khắp xóm làng để đưa em đi cấp cứu. Sau một thời gian lọc máu liên tục, chi phí hết sức tốn kém, em mới hồi phục trở lại, nhưng thận bị suy, buộc phải chạy thận nhân tạo 3 lần một tuần để duy trì sự sống. Nghịch cảnh là ập đến vào năm 2023, ba của em Thuệ phát bệnh xơ gan. Ba bệnh rồi con bệnh, nên hai cha con chẳng có điều kiện chữa trị tích cực. Vì vậy, ba của em Thuệ đã mất sau vài tháng phát bệnh. Em cũng sốc, thấy cho con mình, thấy con nhỏ không được tới đâu. Thì mình thấy mấy anh chú trước cũng như vậy rồi, sốc rồi. Em cũng chấm đó. Mong con em định con được khỏe mạnh, được rồi chứ em được rồi, ba cũng mất. Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tung tăng đến trường, thì em Thuệ lại phải gắn bó với bệnh viện, khiến ai nấy đều xót xa thương cảm. Thời gian tới, em Thuệ cần phẫu thuật nối thông động tĩnh mạch. Nhưng giờ chi phí đi lại và ăn uống hàng ngày còn thiếu trước hụt sau, thì lấy đâu ra tiền phẫu thuật? Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp em Thuệ có điều kiện chữa bệnh để duy trì sự sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại 02593 824206. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.